Mới đây, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế Lê Thiện Quỳnh Như cho biết, nhiều cơ sở mai táng F0 ra đi trong đợt bùng phát dịch vừa qua đến nay chưa được thanh toán chi phí do vướng một số thủ tục. Cụ thể vấn đề này là như thế nào? Hãy cùng theo dõi Khỏe Mạnh Đúng Cách ngay sau đây. Nguồn tin từ báo VN Express. Theo bà Như, đến nay, nhiều cơ sở điều trị COVID-19 vẫn chưa thể thanh toán chi phí mai táng cho F0 tử vong. Đợt dịch vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có văn bản về chi phí hỏa táng người bệnh tử vong, không quá 17 triệu đồng một trường hợp. Tuy nhiên, trước khi có công văn này, thì một số cơ sở y tế đã ký hợp đồng với các cơ sở mai táng với giá cao hơn 17 triệu đồng. Thêm nữa, một số cơ sở mai táng không ký hợp đồng với bệnh viện, quy mô lại quá nhỏ, không thể xuất hóa đơn nên không thể thanh toán được. Bà Như không tiết lộ tổng số tiền mai táng đang chưa thể quyết toán. Trước tình hình này, Sở Y tế đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cơ sở y tế được quyết toán phần chênh lệch đơn giá, chi phí mai táng cao hơn 17 triệu đồng và hướng dẫn cụ thể cho các trường hợp cơ sở mai táng không xuất được hóa đơn. Ngoài ra, Sở Y tế gặp khó khi không thể tặng tiền thưởng và bằng khen cho 40.000 nhân viên y tế và tình nguyện viên có đóng góp trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng, song hiện số tiền này chưa thể giải ngân nên Sở Y tế chưa thể thực hiện khen thưởng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên hai ngày trước đã nhận lỗi vì các sở ngành cứng nhắc khiến việc khen thưởng bị chậm trễ. Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng từng cho biết hai đơn vị có trách nhiệm trong tiến hành thủ tục khen thưởng đều thoái thác khi Sở Y tế kiến nghị. Sở Tài chính nói sẽ cấp cho ban thi đua khen thưởng, nhưng ban này trả lời chỉ cấp bằng khen, không cấp giấy khen và không có kinh phí. Sở Y tế cũng đang gặp khó khăn trong việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách đặc thù, hỗ trợ động viên cho tuyến đầu chống dịch. Cụ thể, Nghị quyết số 12 của Hội đồng Nhân dân thành phố đưa ra 5 nhóm đối tượng được hưởng chính sách. Trong đó, nhóm tình nguyện viên chỉ đề cập đến người có chuyên môn y tế, nhóm tôn giáo chăm sóc F0, F1, lái xe vận chuyển F1 thì mới được hưởng chính sách này. Song thực tế, nhiều tình nguyện viên khác tham gia tích cực, hiệu quả như đi lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc F0, v.v. lại nằm ngoài diện được hỗ trợ. Để không tình nguyện viên nào thiệt thòi, bà Như cho biết Sở Y tế đang yêu cầu các địa phương rà soát những người chưa được hưởng chính sách, bổ sung kịp thời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Đừng quên like, share và subscribe cho Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.